cơ sở Chu Kiển Sóc Trăng chào các bạn nha. Thì buổi sáng hôm nay ngày 20 tháng 10 thì Trung tiếp tục sơn một số cái mẫu đôn. Đây là cái mẫu đôn ghế ngồi thì Trung đã đưa lên cái bàn xay để sơn. Thì hôm qua Trung đã sơn cái màu xám trước, cái màu xám cái màu nền trước để Trung sơn cái màu giả đá cho cái đôn này. Thì bây giờ Trung sẽ tiến hành lên những cái hạt đá đen cho cái đôn này để hoàn thành cái sản phẩm, để chiều nay Trung sẽ giao cho khách hàng trong ngày hôm nay luôn. Thì để sơn giả đá này rất là đơn giản. Thì một thì các bạn sử dụng bích tô lê, các bạn có thể là phun giả đá được. Hai thì các bạn cách đơn giản nhất thì các bạn chỉ dùng cây cọ như thế này. Cây cọ như thế này các bạn có thể là giả đá được rồi. Thì bây giờ Trung sẽ giả đá thì mời các bạn theo dõi nha. Thì các bạn sử dụng cây cọ, bạn chấm nước sơn, xong rồi các bạn dán nước sơn cho nó gáo. Đừng cho cây cọ nước sơn nhiều quá, các bạn nước sơn trong cây cọ chỉ ít thôi. Các bạn dùng tay, các bạn vũ trực tiếp lên, vũ trực tiếp lên cái đôn như thế này sẽ ra những cái hạt giả đá. Thì giả đá theo cách này là cách đơn giản nhất nha các bạn, khỏi cần máy móc gườm gà, dây nhợ gườm gà, chỉ cần dùng cây cọ như thế này. Thì nếu mà các bạn muốn không cái tay các bạn không có dơ, các bạn sử dụng cái bao tay, các bạn đeo vô nó sẽ không dơ. Thì đeo bao tay vô nó sẽ hơi khó làm xíu nha các bạn. Còn nước sơn nước này thì mình rửa cũng rất là dễ ra, chỉ cần lấy nước rửa là nó ra này, ra nước sơn này rất là dễ. Bạn sẽ giả đá làm sao mà cho cái hộp của cái hạt đá nó đều với nhau thì cái đôn nó sẽ đẹp hơn. Đừng có hạt bự quá, hạt nhỏ quá nó cũng không đẹp, hạt nó đều đều với nhau như thế này sơn lên cái đôn nó sẽ rất là đẹp nha các bạn. Thì hiện tại thì một số cái bột màu bên cơ sở Trung thì có cung cấp, thì các bạn nào có nhu cầu muốn mua những cái bột màu như thế thì về mình sơn chậu thì nó, các bạn cứ liên hệ với Trung qua số điện thoại là 033 239 4288 và số điện thoại là 0385 129 159. Thì một số cái bột màu này xài rất là bền, thì bên cơ sở của Trung này xài cũng nhiều năm qua thì sử dụng rất là tốt, nên là muốn giới thiệu các bạn có nhu cầu sử dụng. Thì các bạn thấy mà cái đôn đầu tiên Trung đã sơn hoàn thành nha các bạn. Thì một lát ở đây Trung sẽ giả đá màu trắng. Thì cái hạt trắng giả đá này các bạn giả nó cũng, những cái hạt nó cũng đều như cái hạt đen vậy, nó đều đều với nhau nha các bạn cho nó đẹp. Đừng chỗ mà trắng quá, chỗ không có hạt trắng thì nó cũng đẹp, nó phải đều đều với nhau vậy đó. Cái đá thì nó đều đều, càng đều càng đẹp. Thì
sau khi giải đá xong các bạn chờ tầm khoảng 20 cho tới 30 phút, 25 phút cho tới 30 phút thì các bạn tiến hành sơn bóng, phủ bóng 2K thì cho các bạn nó bóng hơn, nó sẽ đẹp hơn. Sơn tầm khoảng 5 phút thì các bạn quậy lên một lần. Thường thường cái bột màu thì mình những cái bột nó sẽ lắng ở dưới cái, mình quậy một lần xong mình sơn khoảng tầm 5 phút sẽ lắng dưới, mình phải quậy lên nữa nó mới đều. Với các bạn lưu ý là trong cái sơn các bạn thay quậy cái bột màu lên để sơn cho nó nước sơn sẽ đều hơn, sẽ đẹp hơn. Thì các bạn thấy Trung đã sơn hoàn thành cái đôn. Thì khi mà phủ bóng lên các bạn thấy sẽ thấy cái hạt đá nó sẽ đẹp hơn. Thì sau khi sơn màu trắng xong các bạn thấy cái hạt màu trắng nó rất là nhiều, nhưng mà sau khi quét bóng lên thì cái màu trắng với màu đen nó sẽ hài hòa lại. Còn bên đây là cái mặt bàn các bạn, mặt bàn 1m2 thì Trung đã giả đá màu đen, bây giờ tiến hành Trung sẽ sơn cái màu trắng luôn, thì mời các bạn theo dõi.
thì bây giờ thì Trung sẽ tiến hành sơn bóng nha bạn. Thì đây là cái đôn của cái để kê cái mặt bàn lên, nó gồm hai thớt. Đây là cái thớt ở dưới cùng và thớt bên đây là thớt ở trên. Còn đây là cái mặt bàn, còn những cái này là cái đôn thì Trung đã pha một cái hũ sơn bóng rồi. Thì đây là cái hũ sơn bóng keo 2K, Trung sẽ tiến hành sơn bóng lên, thì mời các bạn theo dõi nha. Sơn bóng là công đoạn cuối cùng để phủ cái lớp bóng cho nó, cái nước sơn bên trong nó sẽ bám hơn, nó sẽ chắc chắn hơn. Và sơn bóng lên thì cái bàn nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Thì sơn chậu thì điều kiện thời tiết thì nắng tốt, các bạn sơn nước sơn nó bám hơn. Thì Trung không sơn ở trong mát là thế, thường Trung đem vào nắng Trung sơn cơ mà. Chịu khó xíu mà cái chậu mình nó bền hơn, nó đẹp hơn. Thì các bạn thấy thì Trung đã sơn bóng hoàn thành cái đôn đầu tiên nha bạn. Bàn Trung đã sơn bóng hoàn thành. Và sau khi khiên để lên cái chân đôn của cái bàn và những cái đôn ngồi xung quanh thì Trung đã sắp cho nó gọn. Thì cái công đoạn sơn bóng thì nãy Trung chỉ sơn một cái đôn cho các bạn thấy thôi. Còn những cái bàn, mặt bàn Trung cũng sơn bóng như thế cho tới khi hoàn thành để tránh mất thời gian. Thì để sơn một cái bàn giả đá này nó cũng qua nhiều công đoạn, qua nhiều cái lớp sơn. Và sơn giả đá thì những cái hạt các bạn sơn làm sao cho nó đều, cho nó đều từng hạt, nhỏ thì nó nhỏ với nhau, lớn thì nó lớn với nhau, nói chung mình cho nó đều thì cái bàn nó sẽ đẹp hơn. Thì hôm nay điều kiện thời tiết nắng rất là tốt thì sơn cái bàn nó bám, cái độ kết dính nước sơn nó rất là cao. Thì cái này là sơn giả đá màu xám. Thì cái bộ bàn này là bộ bàn 1m2. Thì thường thường Trung bán một cái bộ bàn là nó gồm 6 cái đôn, nhưng mà cái bộ bàn này khách hàng đặt thì 8 cái đôn, tại nhu cầu của khách hàng thì nên là Trung bán thêm 2 cái đôn nữa. Tổng cộng cái mặt bàn là 8 cái mặt đôn. Thì hiện tại thì cái khung bàn này cũng đã hoàn thiện. Thời gian qua Trung cũng bán bộ bàn này rất là nhiều. Bộ bàn này thích hợp để ngoài trời, ngoài khu vực sân vườn thì rất là thuận tiện. Mưa nắng thì không có hề hấn gì. Mình để cố định một chỗ, các bạn có để dưới bóng cây này kia, mình ngồi mình chơi uống nước này kia cũng rất là thoải mái. Thì các bạn nào có nhu cầu mua bộ bàn này hoặc là mua khuôn, các bạn cứ liên hệ với Trung qua hai số điện thoại là 033 239 4288 hoặc số điện thoại là 0385 129 159. Thì cái video một là hướng dẫn cách sơn để giả đá, hai là giới thiệu cái bộ bàn của Trung tới đây là kết thúc. Thì Trung chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc các bạn làm ăn phát đạt, thành công cuộc sống nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.